Rồi dầm quay tiếp tục. Mấy anh chuẩn bị xạ phân, phân lót các bạn. Đây thì lúa. Các bạn lúa đây vô khoảng hơn tuần rồi nè các bạn. Chừng bao luôn hả? 40 kg ha. Ba mấy ký? Ôi, thùng này hết bao luôn rồi. Theo cái dân học trang phân qua bên đất à, không có rồi. Để mình chỉnh lại cho nó ok rồi tiếp đó học phân mới trắng trắng rồi em xem. Bây vô đó các bạn, mới đây xong rồi đó các bạn, rất là nhanh luôn á. Xong bình rồi đó các bạn. Nó cộng khoảng mấy anh này đổ rất khoảng ba mấy ký vô cái bình các bạn. Nếu cái tải trọng nó chắc là năm phần các bạn. Đang định hạ cánh xuống mát. Xíu chép giờ nè. Nó bán đâu rồi?
bay trở vô đó các bạn. Bây giờ thì người ta làm đất nhiều các bạn, ta mướn máy móc không, máy bay này kia không còn làm như xưa nữa các bạn, rất là rẻ luôn. Chết quá, chạy lên chạy xuống hồi này. Đủ má họ gắng lại đây chịu bao đi mách sang bữa. Rồi khởi động nữa nè các bạn ơi. Đây hai cái lối nãy đó các bạn. Rồi mình cũng xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.